lãnh đạo các nước liên tục đổ lỗi, chỉ trích nhau trong xử lý đại dịch. Người thì không thèm lên tiếng, người quyết định từ chức sớm. Khủng hoảng đại dịch đã khiến cho những thương hiệu hàng trăm năm tuổi phải chấm dứt hoạt động. Tội ác khắp nơi vẫn đang bị trừng trị và trả giá, trong khi hỏa hoạn, thiên tai liên tiếp xảy ra ngay thời điểm dịch bệnh đang hoành hành. Nội dung chi tiết đều có trong FBNC Thế giới hôm nay ngay sau đây. Tôi xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi ngay sau đây bản tin Thế giới hôm nay trên kênh FBNC. Thưa quý vị, các cuộc biểu tình phản đối chính sách xử lý khủng hoảng COVID-19 của chính phủ Tây Ban Nha đã diễn ra vào ngày thứ Bảy 16 tháng 5 vừa qua. Tại khu phố Salamanca giàu có của Madrid, hàng trăm người đã tụ tập bất chấp những nỗ lực của cảnh sát thực thi giãn cách xã hội. Những người biểu tình mang theo cờ Tây Ban Nha, một số người còn tố cáo chính quyền cánh tả là những người đang tìm cách hủy hoại đất nước. Tôi chống lại tất cả các biện pháp và các chính phủ xử lý khủng hoảng COVID-19. Họ cần kiểm tra tất cả mọi người để những người khỏe mạnh có thể quay lại làm việc và chúng tôi có thể khởi động lại nền kinh tế. Loại virus tồi tệ nhất sẽ là virus của Pedro và Pablo, những người sẽ hủy hoại 40 triệu người Tây Ban Nha. Các cuộc biểu tình tương tự diễn ra ở Zaragoza và thành phố phía nam Sivin. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng vào hôm 16 tháng 5 đã kêu gọi Ba Lan và Cộng hòa Séc sớm mở cửa biên giới để cho phép dòng người và hàng hóa được qua lại tự do. Liên minh châu Âu tuần qua đã đẩy mạnh mở lại biên giới nội bộ và khởi động lại du lịch, nhưng khuyến nghị biên giới bên ngoài châu Âu vẫn đóng cửa, ít nhất là đến giữa tháng 6, để tránh làn sóng lây nhiễm tiếp theo. Chúng tôi sẽ ngừng kiểm soát biên giới đối với Đan Mạch trong vài ngày tới, và từ ngày 15 tháng 6 sẽ mở lại biên giới với Pháp, Áo và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát biên giới nghiêm ngặt cho đến ngày 12 tháng 6. Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho biết hiện tại không có cuộc đàm phán nào với Đức để dỡ bỏ các hạn chế đi lại vì tình hình dịch ở Đức không ổn định như ở các nước láng giềng khác. Bộ trưởng Y tế sắp mãn nhiệm của Brazil là ông Nelson Teich vừa mới thông báo trong một cuộc họp cuối tuần qua là ông đã quyết định từ chức. Như vậy, ông sẽ trở thành người thứ hai rời khỏi vị trí lãnh đạo y tế công cộng trong vòng chưa đầy một tháng giữa mùa đại dịch coronavirus. Phát biểu trong cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nelson Teich gửi lời cảm ơn Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã cho ông cơ hội làm bộ trưởng và nói rằng bản thân ông đã nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất cứ lý do nào về việc từ chức. Trong thời gian qua, chúng tôi đã giúp các tiểu bang và các thành phố vượt qua những khó khăn vì đại dịch coronavirus. Gần 4.000 giường bệnh đã có sẵn, các thiết bị bảo vệ cá nhân, mặt nạ phòng độc, nhân lực cũng được trang bị. Đây là một cuộc chiến khốc liệt của chúng tôi để giành được những điều này, trong khi thế giới đang khủng hoảng về nguồn cung những thiết bị bảo hộ. Theo một nguồn tin chính phủ của Reuters, các thành viên quân sự của nội các Brazil đang thúc đẩy Phó Bộ trưởng Y tế Eduardo Pezzullo, một tướng quân đội, trở thành Bộ trưởng Y tế mới, giữ vai trò tạm thời của ông Nelson Teich. Nguyên nhân từ chức được cho rằng, ông Teich bất đồng với yêu cầu của Tổng thống về việc sử dụng hydroxychloroquine rộng rãi hơn để điều trị chủng coronavirus mới, điều mà Bộ trưởng Y tế này đã chống lại vì cho rằng thiếu bằng chứng khoa học. Ông Teich đã từ chức một ngày sau khi Brazil báo cáo số lượng kỷ lục các trường hợp coronavirus mới. Ông đã thay thế Nelson Mandela, người bị sa thải vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, cũng vì chống lại áp lực của Tổng thống Bolsonaro trong việc thúc đẩy sử dụng hydroxychloroquine và chống lại các mệnh lệnh xã hội của chính quyền các bang. Vâng, kính thưa quý vị, cũng liên quan đến việc xử lý đại dịch thì cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Bảy 16 tháng 5 đã có những lời chỉ trích nhắm vào chính quyền của Tổng thống Trump và cho rằng virus corona đã xé toạc bức màn lý tưởng được dựng lên bởi vị Tổng thống đương nhiệm. Trong một bài phát biểu được phát sóng tại một buổi lễ tốt nghiệp đại học trực tuyến, cựu Tổng thống Obama nói, hơn bất cứ điều gì, đại dịch này cuối cùng đã xé toạc bức màn về ý tưởng rằng rất nhiều người có trách nhiệm và biết họ đang làm gì. Rất nhiều người trong số họ thậm chí còn không giả vờ chịu trách nhiệm. Tuần trước, trong một cuộc gọi riêng tư, ông Obama đã mô tả việc xử lý đại dịch của Tổng thống Donald Trump là hỗn loạn. Ông hiện đang ủng hộ cho ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Trong thông điệp của mình, ông Obama cũng đề cập đến vụ bắn chết một người da đen hồi tháng 2. Thủ phạm là một người da trắng đã không bị trừng phạt cho đến vài tuần sau khi video về vụ việc xuất hiện trên mạng.
Một cơn dịch bệnh như thế này chỉ làm sáng tỏ thêm sự bất bình đẳng và gánh nặng mà cộng đồng người da đen phải đối phó tại đất nước này. Và tiếp tục các công tác xử lý sau khủng hoảng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết là ông sẽ xem xét các cách để giúp cho các hãng hàng không tiếp tục hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ông không đưa ra những biện pháp nào mới khi mà hãng hàng không lớn nhất nước này tuyên bố phải sa thải hàng ngàn nhân viên do dịch COVID-19. Ngày thứ Sáu, Air Canada cho biết sẽ cắt giảm tới 60% nhân viên của mình để tiết kiệm chi phí vì bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, hãng này đã lỗ ròng 1.049 tỷ đô la Canada, trong khi cùng kỳ năm ngoái, hãng ghi nhận doanh thu ròng 345 triệu đô la Canada. Tuy nhiên, ông Trudeau đã bỏ qua các câu hỏi về việc liệu chính phủ có thể nắm giữ cổ phần trong Air Canada để giúp hãng này tồn tại hay không, và liệu rằng việc sa thải của Air Canada có cho thấy chính sách trợ cấp tiền lương không hoạt động hay không. Thay vào đó, ông chỉ nói rằng sẽ xem xét, sẽ tìm cách. Canada has now approved the first Canadian clinical trials. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các lĩnh vực khác nhau, tiếp tục làm việc với các công ty cụ thể, cố gắng tìm ra cách tốt nhất để hỗ trợ những người lao động. Trước đó, vào đầu tháng 4, Quốc hội Canada đã thông qua chương trình trợ cấp tiền lương trị giá 73 tỷ đô la Canada. Theo đó, chính phủ sẽ trợ cấp 75% lương cho các doanh nghiệp để người lao động có thể nhận được mức lương lên tới 847 đô la Canada trên tuần trong 12 tuần. Để được nhận trợ cấp này, doanh nghiệp phải có doanh thu giảm 15% trong tháng 3. Doanh nghiệp phải có doanh thu giảm 15% trong tháng 3 năm 2020 hoặc giảm 30% trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2020. Và trong bối cảnh lo ngại đợt bùng phát thứ hai của dịch, hệ thống đại học lớn nhất ở Hoa Kỳ là Viện Đại học California đã quyết định cho toàn bộ sinh viên học trực tuyến, ít nhất là hết học kỳ mùa thu. Hệ thống Viện Đại học California cho biết, gần như tất cả các lớp học trên 23 cơ sở của trường đại học sẽ tổ chức học trực tuyến cho các sinh viên, ít nhất cho đến khi kết thúc học kỳ mùa thu. Các chương trình như Học viện Hàng hải, tổ chức các lớp học trên tàu huấn luyện có thể nằm trong số ít trường hợp ngoại lệ. Hệ thống Viện Đại học California đang có tổng số 482.000 sinh viên. Tôi vừa mới lên đại học và thật buồn khi vẫn chưa được trải nghiệm đầy đủ cảm giác ở khuôn viên trường và đi bộ đến các lớp học, nhưng hy vọng năm tới mọi chuyện sẽ ổn và tôi có thể trải nghiệm đầy đủ những điều này. Là hệ thống giáo dục đại học 4 năm lớn nhất của cả nước, mọi sự quan tâm về giáo dục trong giai đoạn này đang đổ dồn về chúng tôi, và việc quyết định tổ chức cho sinh viên học trực tuyến là điều mà hiệu trưởng, chủ tịch nhà trường thống nhất với mong muốn mang lại lợi ích tốt nhất cho các sinh viên và nhân viên nhà trường trong giai đoạn này. Các trường cao đẳng và đại học trên khắp Hoa Kỳ đang vật lộn với những quyết định tương tự, nhưng thời điểm thông báo cho học trực tuyến của hệ thống Viện Đại học California gây ngạc nhiên vì khá sớm, bởi những trường còn lại đều cho biết sẽ ra quyết định vào cuối mùa hè. Những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 khiến các trường học và doanh nghiệp trên toàn quốc đóng cửa, làm gián đoạn nghiêm trọng việc đi lại và tàn phá nền kinh tế. Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, tiến sĩ Anthony Fauci đã cảnh báo rằng một đợt bùng phát thứ hai của dịch bệnh gần như chắc chắn diễn ra vào mùa thu. Điều này được cho là nguyên nhân khiến hệ thống đại học lớn nhất Hoa Kỳ kéo dài việc học trực tuyến đến hết mùa thu. Thưa quý vị, đối với ai yêu thích thời trang thì đây sẽ là một thông tin rất đáng tiếc. Đó là JCPenney, hãng bán lẻ 118 năm tuổi của Mỹ, đã nộp đơn xin phá sản vào thứ Sáu 15 tháng 5 tại một tòa án ở Texas. Đây là cái tên mới nhất trong danh sách những nhà bán lẻ bị sụp đổ khi phải đóng cửa kéo dài do dịch COVID-19. JCPenney nổi tiếng với mặt hàng quần áo cho gia đình, mỹ phẩm và trang sức tại 850 cửa hàng. Công ty này cho biết đã đạt thỏa thuận với các chủ nợ về khoản vốn 900 triệu đô la Mỹ mới để thực hiện quy trình phá sản. Đồng thời, họ cũng có 500 triệu đô la tiền mặt trước khi nộp đơn lên tòa án. Hôm thứ Sáu, công ty này cho biết sẽ bắt đầu đóng cửa một số cửa hàng theo từng giai đoạn và sẽ tiết lộ thêm chi tiết trong những tuần tới. Không chỉ riêng JCPenney, các ông lớn trong ngành bán lẻ như Neiman Marcus Group, J. Crew Group cũng đã ngậm ngùi nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào đầu tháng này. Một thông tin khác nổi bật cũng đã xảy ra vào cuối tuần qua, thưa quý vị, sau 26 năm trốn chạy, nghi phạm cuối cùng trong vụ diệt chủng Rwanda sát hại hơn 800.000 người đã bị bắt tại Pháp, theo thông tin từ Bộ Tư pháp của nước này. Đó là Felician Kabuga, 84 tuổi, nghi phạm chủ chốt cuối cùng trong vụ diệt chủng Rwanda vào năm 1994. Nghi phạm này đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế của Liên Hợp Quốc truy tố vào năm 1997 với 7 tội danh, trong đó có tội diệt chủng. Tại thời điểm bị bắt, Kabuga đang sống dưới danh tính giả ở vùng ngoại ô thủ đô Paris.
Kabuga là người có nhiều đồn điền và nhà máy sản xuất trà, cà phê của Rwanda, là chủ sở hữu của đài truyền hình Miles Collins. Dự kiến nghi phạm này sẽ được chuyển đến giam giữ tại Hagu, Hà Lan để hầu tòa sau khi hoàn thành các thủ tục thích hợp theo luật pháp. Theo thông tin từ BBC, vào thứ Sáu 15 tháng 5, một nhà kho tại khu công nghiệp Barking phía đông London đã bị bốc cháy dữ dội. Khoảng 120 lính cứu hỏa đã lập tức tới hiện trường để giải quyết đám cháy. Đồng thời, dịch vụ xe cứu thương London cũng đã kêu gọi người dân trong khu vực này đóng hết tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để lượng khói lớn từ đám cháy không xâm nhập vào nhà, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ và vẫn chưa ghi nhận trường hợp thương tích nào. Và một vụ hỏa hoạn cực lớn khác cũng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Los Angeles vào thứ Bảy 16 tháng 5, làm ít nhất 11 lính cứu hỏa bị thương. Các nhân viên cứu hỏa được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, ít nhất 2 người bị thương nặng theo truyền thông địa phương. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra, nhưng việc này đã dẫn đến một làn sóng cầu cứu khẩn cấp từ hơn 230 người chứng kiến tại hiện trường. Ít nhất một chiếc xe cứu hỏa đã bị hư hại với cửa sổ cháy đen và có đầy mảnh vụn trên nóc. Không có thương tích dân sự nào được báo cáo. Thưa quý vị, mưa lớn gây ra lũ quét tại thành phố Milan, nước Ý vào ngày 15 tháng 5. Nhiều khu vực của thành phố này đã bị nhấn chìm trong nước. Đường phố ở Niguarda phía bắc Milan đã chìm khi mà nước từ phía sông Niveso tràn vào. Lính cứu hỏa, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành xếp chồng túi cát bên ngoài các tòa nhà để chặn nước, di chuyển cây cối bị đổ, ngã và giúp đỡ các phương tiện bị mắc kẹt. Đến giờ cao điểm vào buổi sáng, lũ lụt đã giảm gần như hoàn toàn. Được biết, Milan cũng là một trong những thành phố ở nước Ý bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát của dịch COVID-19. Hết hỏa hoạn rồi lại đến thiên tai, mọi thứ đều dồn dập xảy ra trong khi dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành. Và cũng vì thế mà trước lúc bình minh vào ngày thứ Bảy tuần qua, ngay tại quảng trường nhà thờ Bressanone ở Gordino Alto Adige, một khu vực phía bắc nước Ý, nghệ sĩ Stefano Cago đã thắp lên những ngọn đuốc và đắm mình vào một vùng rực ánh sáng đỏ nhằm gửi đi những thông điệp của niềm hy vọng. Đứng một mình giữa quảng trường nhà thờ lúc 3 giờ sáng, anh Cago thắp sáng lần lượt 9 ngọn đuốc để gửi tín hiệu hy vọng trong cuộc khủng hoảng COVID-19 và đánh dấu Ngày Quốc tế Ánh Sáng được tổ chức vào thứ Bảy 16 tháng 5. Thông điệp phổ biến của những ngọn lửa chính là về sự khẩn cấp, sự dò tìm và phương cách liên lạc. Phần biểu diễn của anh Cago thu hút nhiều sự chú ý khi đại dịch đang diễn ra tại một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tác phẩm trình diễn được gọi là Tín hiệu cho tương lai có thể được nhìn thấy cách đó khoảng 10 km. Cago, người đã trưng bày một khối băng tan chảy tại triển lãm Venice Biennale, cho biết anh hy vọng đại dịch đã dạy mọi người sống trong một sự cân bằng tốt hơn với thiên nhiên. Tôi hy vọng rằng thời điểm kỳ quặc này sẽ giúp chúng ta tìm ra những quan điểm mới và hy vọng về một tương lai mới, một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh này. Chúng ta cũng đừng quên biến đổi khí hậu và dịch bệnh đang song hành khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn nếu chúng ta không hành động ngay từ bây giờ. Chương trình Thế giới hôm nay trên kênh FBNC cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các thông tin mới nhất vào bản tin ngày mai.